Để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang đẩy mạnh chính sách tuyển dụng lao động cho các vị trí. Tuy nhiên, trong bối cảnh khan hiếm nguồn lao động như hiện nay, nếu không có được mức lương, chế độ phụ cấp mời gọi hấp dẫn, thỏa đáng, doanh nghiệp rất khó thu hút lao động vào làm việc. Tại khu công nghiệp Đồng An 1, thành phố Thuận An, vào những ngày này, các doanh nghiệp đồng loạt đổ ra trục đường chính, kê bàn đang tuyển, mời gọi công nhân, nhưng kết quả không mấy khả quan. Bên cạnh nhu cầu lao động có tay nghề, thì việc tuyển dụng được lao động phổ thông giờ cũng không phải là điều dễ dàng. Mặc dù đã hạ thấp tiêu chí các vị trí ứng tuyển, nhưng người lao động xin việc vẫn rất hạn chế. Những bạn nào không tay nghề thì vẫn ưu tiên để đào tạo, chứ không phải là không tay nghề là không nhận, vẫn ưu tiên nhận những bạn không tay nghề. Sau Tết thì em cảm thấy là tình hình lao động mình cảm thấy là không được nhiều như những năm trước. Hy vọng trong hết tháng 2 này và đầu tháng 3 thì lao động sẽ có cái đông đúc trở lại. Cái lượng lao động đến xin việc thì cũng rất là hạn chế. Người lao động phần lớn là người ta cũng đang là sợ là khi mà đi lên đây tìm việc thì chưa có được công việc phù hợp, nên người ta thường hay ở quê và hỏi trước những cái tình hình của công ty, sau đó mới quay trở lại. Tuyển dụng trực tiếp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp tìm đến các trung tâm dịch vụ việc làm và các công ty cung ứng nhân lực để được tiếp sức. Trước nhu cầu lớn của thị trường, các đơn vị đang đẩy mạnh kết nối cung ứng lao động, tìm các giải pháp hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu. Đội ngũ nhân viên của bên em là ít nhất là từ 50 nhân viên tuyển dụng và đang chạy ở các khu công nghiệp để tuyển dụng và đưa lao động vào trong các công ty, liên kết với lại các cái đơn vị và những cái anh chị phụ trách ở ngoài các cái tỉnh như ở miền Trung, rồi ở các cái tỉnh Tây Nguyên, là đưa người lao động lên trên đây để làm việc. Thực tế, trong bối cảnh khan hiếm, cạnh tranh của thị trường lao động như hiện nay, doanh nghiệp nào có những chế độ chính sách dành cho công nhân như tiền lương, phúc lợi xã hội, nhà ở tốt hơn thì người lao động sẽ lựa chọn tìm đến. Đó cũng là điều tất yếu và hơn ai hết, bản thân các doanh nghiệp cũng cần nhận thức rõ điều này để từ đó có thể thu hút và giữ chân người lao động cho doanh nghiệp mình.